Bảo Sơn chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng máy đo huyết áp Myrolife dòng đơn giản ha. B2 Easy. Đây là một cái dòng đơn giản và công nghệ mới nhất. Nên là ngoài tính năng đo huyết áp là còn có thêm một chức năng nữa là kiểm tra tim đập loạn nhịp, tim đập không đều ha. Thì bên cạnh đó Bảo Sơn cũng có một số cái dòng này và chia sẻ với cả nhà mình cách lựa chọn rồi và cách sử dụng các dòng cao cấp hơn. Ví dụ giống như về cách cài đặt nè, cách xử lý lỗi tại nhà, rồi một số chức năng cao cấp giống như là đo trung bình và những chức năng bên cạnh đó là AFIB là kiểm tra cảnh báo sớm về đột quỵ. Thì cả nhà mình có thể xem thêm hoặc là có gì thắc mắc cứ gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại ở bên dưới nghe, trên tiêu đề của video. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy này. Thì cái dòng B2 là cái dòng đời mới nhất 2021-2022. Bên cạnh những dòng A thì dòng trước đó giá thành sẽ rẻ hơn. Model này là 890.000 hàng chính hãng ha. Nếu mà như cả nhà mình mua đúng hàng chính hãng thì sẽ được bảo hành về máy 5 năm và vòng vẫn là 2 năm. Nếu mà lỗi do nhà sản xuất về máy thì mình sẽ được đổi máy mới luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ khui máy. Thì bên trong chúng ta sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Việt nè, có phiếu bảo hành đầy đủ ha. Máy này thì khá là đơn giản, chỉ có một nút đo và tắt thôi. Nếu mà như cả nhà mình muốn mua dòng kinh tế thì mình sẽ mua dòng như thế này là được rồi. Còn nếu mình có điều kiện hơn một chút thì mình mua những dòng cao cấp hơn. Tại vì ngoài tính năng đo huyết áp thì máy còn có chức năng là kiểm tra tim, mạch và cảnh báo sớm về đột quỵ cho mình đó ha. Rồi, thì cái dòng này nó rất là đơn giản, gọn nhẹ nè. Bên cạnh thì chúng ta sẽ xem màn hình ha, có báo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Rồi báo tim đập loạn nhịp ha, đây là đo và tắt nè. Rồi cái này là vòng vẫn cắm vào đây, và bên trái mình thì mình sẽ có là cái chỗ để cắm adapter, tức là mình xài điện. Thì một bộ pin thì xài khá là bền, mình xài được cả năm 4 nguyên pin ha. Còn nếu mà như nhà mình ở nông thôn hoặc là như bác sĩ xài á, mình có thêm một cái cục biến điện thì mình sẽ cắm vào xài thì mình sẽ khỏi xài pin. Nhưng mà một cái cục biến điện thì giá thành cũng khá cao, gần 200.000. Nếu mà như một bộ pin thì mình có thể mua pin tốt, mình xài được cả năm một bộ pin. Thì mình mình có thể mua pin thì mình ngồi bất cứ chỗ nào cũng được. Còn nếu gia đình mình thích sử dụng cục biến điện thì mình mua thêm nha. Rồi ở dưới đây là mình xài 4 viên pin 2A ha, 4 viên pin to. Cả nhà thấy mình sẽ lắp đúng chiều cộng trừ nha. Máy này khá dễ dàng ha. Tất cả các dòng máy này đều được kiểm định chất lượng trước khi ra thị trường, nên là nếu mà cả nhà mình xài một thời gian mà mình cảm thấy mình nghi ngờ á thì mình có thể gửi về hãng để hãng kiểm tra chất lượng cho mình. Còn mà mình mới mua về mà mình nghi ngờ nó đo không chính xác thì cả nhà mình có thể kiểm tra một cách đơn giản là mình đo cái người bị bệnh huyết áp và một cái người sức khỏe bình thường, mình xen kẽ. Thì đối với một người sức khỏe bình thường thì huyết áp bình thường nó ổn định, nó dao động rất là ít. Còn đối với người có triệu chứng huyết áp thì khi mà mình nghỉ ngơi tầm 2 đến 5 phút thì huyết áp mình đã thay đổi rất là nhiều. Đó, nên là cả nhà mình cứ yên tâm khi mà máy vừa ra ngoài thị trường là vừa đến tay mình khi mua máy đầu tiên thì tất cả đều đã được kiểm tra chất lượng hết rồi. Mình chỉ lo lắng là một thời gian dài mình xài mình nghi ngờ thì mình cũng có thể kiểm tra như Hoàng Sơn hướng dẫn, hoặc là mình gửi về hãng để được kiểm tra chất lượng nha. Rồi mình sẽ có một cái vòng vấn như thế này. Cái dòng vấn này thì cái size nó rất là dài nên là mình có thể sử dụng được cho nhiều cái kích cỡ cái bắp tay của mỗi người ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái cọng dây vào nha. Rồi mình lắp vào bên phía bên đây cái chỗ vòng vấn. Rồi mình sẽ banh cái vòng vấn ra và mình thọt cái tay mình vào bên tay trái nha. Nếu mà mình mặc áo mỏng như sơ mi thì để luôn được. Còn nếu mà mình mặc áo ngắn tay là tốt nhất ha. Còn áo dày thì mình nên thay để mình có thể đo được chính xác hơn. Rồi cái khuỷu tay mình bật lên bật xuống như thế này nè. Mình cách 1 hoặc 2 cm nha. Mình gắn vòng vấn và cọng dây nằm giữa tay. Bên tay trái để gần tim cả nhà ha. Rồi mình siết nhẹ thôi. Đó. Mình không cần siết mạnh đâu. Rồi. Để vòng vấn trên bắp tay và cái cọng dây nằm giữa tay. Cách khoảng 1 đến 2 cm tương đối thì cũng không cần chính xác chỉ lắm đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ đo nha, mình lột màn hình ra.
Khi đo thì mình ngồi nghỉ khoảng 5-10 phút khi mình làm việc hoặc ở ngoài vòng, mình ngồi nghỉ để cho sức khỏe mình bình thường, để mình đo, mình mới kiểm tra được, mình hiểu là huyết áp mình có ổn hay không. Nhiều khi mình mới đi ra đường về, huyết áp mình cao thì mình đo, nó ra kết quả nhưng mà nó không có nói lên được cái chính xác cái sức khỏe của mình. Còn nếu mà mình có thể đo bất cứ lúc nào trong ngày cũng được, nhưng mà để mình theo dõi trong tháng á, thì mình nên đo cùng thời điểm trong ngày. Ví dụ hôm nay buổi sáng tầm 8 giờ đo thì ngày mai ngày kia cũng vậy, còn buổi chiều thì đo cũng vậy, để mình có thể so sánh được sức khỏe mình cùng thời điểm nha. Tại vì huyết áp mình trong ngày nó sẽ thay đổi, ví dụ buổi sáng khác, buổi trưa chiều nó sẽ dao động khác nhau. Tầm khoảng đầu giờ trưa và 9 giờ tối là huyết áp mình cao nhất trong ngày, nên cả nhà mình có thể tham khảo, mình có thể đo để theo dõi sức khỏe mình trong ngày. Rồi bây giờ mình cùng đo nha. Khi đo thì mình không nói chuyện, tầm khoảng 1 phút sẽ ra kết quả. Rồi cả nhà mình thấy nè, bấm máy ha, máy sẽ tự động bơm lên. Do đây là dòng công nghệ mới nên nó sẽ đo rất là nhanh, êm và tiết kiệm pin. Rồi cả nhà mình thấy ra kết quả rồi ha. Do cái model này là không có bộ nhớ nên nó cũng khá là dễ xài, mình nhìn vào vậy thôi, nó khi mà mình xem lại thì nó là một cái kết quả cuối cùng thôi chứ nó sẽ không có bộ nhớ. Rồi nếu mà như cả nhà mình muốn tiết kiệm thì mình có thể mua dòng này, và mình phải có một cái cuốn sổ để mình ghi lại. Đây thì bên trong mình sẽ được có phiếu bảo hành và một cái cuốn sổ như thế này nè, đó, để mình có thể lưu lại để mình xem thêm ha. Và bên trong đây mình sẽ có những cái hướng dẫn sử dụng để tham khảo thêm, và có luôn cả cái bảng huyết áp, bảng đường huyết để mình theo dõi luôn nè, luôn cả máy đo đường huyết nữa ha. Rồi bên đây là cái bảng huyết áp cả nhà ha, cả nhà thấy nè. Thì nếu mà như huyết áp mình con số lớn nhất là huyết áp tâm thu, số trên cùng là 120, mình tra bên cái dãy số lớn là gọi là huyết áp tối đa đó. Rồi khi mà mình đè mình giữ luôn khoảng 5 giây á, thì mình sẽ xem lại cái kết quả đó. Thì cái con số giữa là huyết áp tâm trương, khi tim hình to ra mình sẽ tra bên cái dãy gọi là huyết áp tối thiểu nè, tâm trương nè. Rồi dưới nhịp tim mình 79 lần đập trên phút thì thường mình tham khảo ha. Nhịp tim mình tham khảo tầm 60 đến 90 của người bình thường. Rồi mình sẽ tra vào 120 và 64. 120 nó nằm bên chỗ này, và 64 nó nằm dưới cái này, tức là một cái rất là tốt nè và một cái là cao hơn bình thường. Nhưng mà thực sự 120 là nó là bình thường rồi đó, đó 120 và thấp hơn 80. Các nhà thấy không? Rồi, cái này là cái cách sử dụng đơn giản. Và về tư vấn thêm về huyết áp, tiểu đường hay là những cái máy massage và thiết bị y tế khác, nhiệt kế và rất là nhiều thiết bị y tế, máy trợ thính đó, thì cả nhà mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 Giây nha. Rồi, có gì thắc mắc cả nhà mình nhớ gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để mình có thêm thông tin chính xác hơn. Rồi, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe.